Hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, những năm qua, các cấp ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế cho người dân, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giảm nghèo. Chương trình không chỉ khơi dậy ý chí tự lực của hộ nghèo mà còn giúp họ tránh mang tâm lý dựa dẫm, ỷ lại, từ đó từng bước vươn lên thoát nghèo. Đây là tiệm bọc nệm, bọc yên xe của ông Tạ Bá Tuấn tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Từ chi phí sinh hoạt hàng ngày đến kinh phí nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học đều phụ thuộc vào công việc này. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông Tuấn không có đủ khả năng để trang bị máy móc cần thiết phục vụ công việc. Nắm bắt nhu cầu đó, Mặt trận phường Mân Thái đã nhanh chóng trích quỹ vì người nghèo, tặng ông Tuấn một chiếc máy may, tạo thuận lợi để ông làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Từ khi mà hỗ trợ được máy may là công việc tôi thuận lợi và làm ăn phát triển. Không chỉ riêng ông Tạ Bá Tuấn, thời gian qua xác định việc đối thoại, tìm giải pháp và hỗ trợ sinh kế theo nhu cầu của từng hộ nghèo là chìa khóa để thực hiện công tác giảm nghèo có hiệu quả. Các cấp các ngành và các đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố luôn linh động trong việc trao hỗ trợ sinh kế như hỗ trợ vốn, trao ngư cụ, hỗ trợ xe máy, xe nước mía, v.v. Qua đó giúp người dân có việc làm, tạo thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững. Các cái vật dụng sinh kế thì nó cũng thay cho cái hoạt động của mình nó khang trang hơn. Là trước đây những các cái bàn nó không được đồng bộ, bàn ghế tạm thời. Gia đình tôi là có hai người khuyết tật và một cháu kêu bằng cô thì đang học tại trường chuyên biệt tương lai. Thì qua được cái hỗ trợ sinh kế này thật sự là cái lúc mà lúc tôi mở tiệm tôi rất cần về cái máy hấp dầu này, nhưng mà thật sự là nó không đủ. Tôi được hỗ trợ thêm một cái máy hấp dầu nữa nên cũng rất là mừng, để tạo thêm cái gọi là một cái người khuyết tật để vững bước thêm tương lai trong cái nghề nghiệp của tôi để phát triển nhiều hơn nữa. Nhận thấy rõ hiệu quả thiết thực từ chương trình hỗ trợ sinh kế, các cấp ngành trên địa bàn thành phố xác định đây là phương thức để trao chiếc cần câu cơm cho hộ nghèo, giúp họ nỗ lực vươn lên. Bởi chỉ khi kiếm được nguồn thu nhập ổn định thì hiệu quả giảm nghèo mới thực sự bền vững. Sau khi những công văn của thành phố cũng như quận có chuyển về ủy ban phường thì ban giảm nghèo cũng có triển khai đến các hộ nghèo, ví dụ là họ học những cái nghề như uốn tóc, như là xây dựng, thì phường qua đó là họ đề nghị là hỗ trợ về cái phương tiện sinh kế, giống như là cái dụng cụ về uốn tóc, dụng cụ về cái mà làm xây dựng, rồi buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ, như là bàn ghế tủ để đảm bảo cho việc kinh doanh. Trong các chương trình, kế hoạch giảm nghèo được thành phố Đà Nẵng ban hành trong thời gian qua, thì tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo là nội dung được chú trọng. Mới đây, vào đầu tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ 1.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất 1 thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm vào cuối năm 2023.